chào anh em nha. Hôm nay thì mình đi câu và hướng dẫn cho anh em biết cái điểm nào có cá và điểm nào không có cá nha. Rồi mà cái điểm nào mình câu dễ dính. Anh em thấy bãi sao rất là đẹp luôn. Mà mình biết sao mà câu dễ dính hay không dễ dính nha. Nếu mà thấy cái bãi đẹp như vậy thì trước tiên mình nhìn cái điểm xong rồi là mình nhìn ở dưới chân mình á. Mọi người nhìn thấy nha. Mọi người nhìn thấy mà nếu mà ở dưới chân cái điểm mình đánh nha, có hộp cơm nè, nước uống nè, thì mình thấy như vậy là mình lập tức mình đi mọi người, không đánh câu nha. Thấy những cái dấu hiệu như vậy thì gác tràn lại, lên xe đi tiếp, không đánh câu nha. Câu cũng không có dính đâu, cái điểm này người ta câu hết rồi. Cái điểm mà có cá là những cái điểm như thế này nè mọi người. Và cái đường đi rất là khó. Đường đi rất là khó thì ít người đi mình mới có cơ hội dính cá được nha. Mấy điểm này là thường anh em cứ đi với cái điểm này đi. Vừa thành công luôn, có lối đi riêng nha. Đi cái đường như thế này mà cái điểm như thế này thì xác suất mình lên cá nó mới cao được. Còn mấy cái địa hình nào mà nó trống quá, nó dễ đánh quá, có người đánh rồi thì khó lên lắm. Giờ mình đi nha mọi người. Đây cái cỏ chim nữa kìa. Đây cỏ chim cái gì nè. Wow. Đây. Có trứng luôn nè. À. Có trứng luôn nha. Đem thêm cho mọi người tí ánh sáng nha. Đó, được 4 trứng luôn nè. 4 trứng luôn. Những điểm như thế này rất là đẹp. Nhưng chúng ta không nên ở lại đánh. Thấy những dấu hiệu này thì không nên đánh ở mấy điểm này. Trời ơi. Chín nữa bây giờ. Mày. Chín. Mày cái bưởi à, mà mềm lọp ép nha. Mà mềm lọp ép lưỡi đỏ của mình. Wow. Lên cá luôn nha anh em ơi. Báo cá luôn nha. Đó, thì những cái địa hình mà chưa có ai đánh á, đó, địa hình mà nó khó đi á thì mới dính được cá anh em ơi. Còn mấy cái địa hình mà dễ đi và cơm, hộp cơm, nước, nôi được nhiều, mấy điểm đó được cái đánh nha. Báo cáo luôn nha. Rồi. Cá lóc nha. Phê quá anh em ơi. Quá tuyệt vời. Sướng. Đánh một thời gian thì bây giờ mình di chuyển sang cái điểm khác đánh đó nha anh em. Hôm nay là một ngày đi lôi dạo. Cái điểm tiếp theo mình đánh đó là dùng nước ngọt nha. Những cái cánh đồng như thế này nè. Hôm nay mình đi đánh dùng nước lợ xong rồi giờ mình quay qua ruộng đánh luôn. Ở đây thì cái view, cái điểm đánh là đẹp lắm anh em. Trời ơi. Cái đường kênh này rất là nhỏ luôn. Mấy con cá thì nó dựa vô mấy cái đám lúa đó nè. Khi mà nước nó dâng cao thì mấy con cá nó sẽ chui vô mấy cái đám ruộng nó ở trển á. Bây giờ thì nước giật gồng rồi. Nước cạn thì nó sẽ xuống những cái con kênh thế này. Thì mình lua thì khả năng dính cá nó cao lắm. Đường thì rất là nhỏ. Nhưng kênh này nó cũng khá là sâu. Mình câu này thì mình phải kiên nhẫn nha nè.
Tại vì câu những cái miếng ruộng như thế này thì cá to hoàn toàn cá thiên nhiên chứ không có nuôi, nên không phải kéo một vài đường là dính đâu. Khi đánh cá bổi thì mới được 1-2 pha táp thôi anh em, chứ không phải cá thả xuống là nó ăn đâu. Đó, mình phải kiên trì nha. Mày tới giờ mới dính mày hả bởi. Mày dính chưa? Hết chạy nha. Giật từ bên đây bay qua bên kia luôn. Khà khà. Đây anh em ơi. Cá. Cá có hai ngón tay cũng dính được đó nha. Đây. Bú bình, bú bọng gì dính hết. Ok, bỏ vô nha. Hôm nay nghe nhà cá ăn cái gì đó em ơi. Hôm nay là biết bao nhiêu pha táp luôn, giật mỏi tay luôn anh em ơi. Không biết là hôm nay là ngày cá ăn hay là cái con mồi của mình đánh hôm nay nó nhạy nữa. Hôm nay thì mình đánh mồi mềm nạp ép với lưỡi độ mình với chuột là ca nha nè. Chia sẻ cho anh em mấy con mồi mình thường đánh á. Dính. Mày. Mày hả bưởi. Phê chưa? Rồi cái thứ hai mới dính. Báo cá các bác ơi. Ê, báo cá nha. Chuột là ca. Chọn con mồi. Hiểu á. Với địa hình rau muống như thế này anh em, thì mình đánh cái con chuột loại ca này vẫn ổn nha. Thì mình kéo nước nước trên rau muống nên nó cũng hạn chế được cái việc vướng á. Thì giờ mình đánh cho anh em xem nè. Đánh cũng ổn nha, cũng bị vướng mà nhưng nó không nhiều đâu, nó không đáng kể đâu anh em. Bí ơi, cứ lấy cái thùng lấy cho anh một cái con chuột màu nâu với một con chuột màu đỏ thôi. Mày bắt 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 ơ luôn, giật từ bển bay qua tới em đây gớt đây luôn, tiếu thịt chứ. Hài thiệt mấy người ơi.